Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube xin kính chào tất cả quý khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ đến quý khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng bộ 3 căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của bộ 3 căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như bộ 3 căn nhà này thì đang có diện tích khác nhau một chút, căn phía bên ngoài mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đặc biệt của căn nhà này thì đang được anh chị chủ nhà cần tiền cho nên anh chị chủ nhà giảm giá gần như đến 1 tỷ đồng để khách hàng đang có nhu cầu sở hữu cho mình một căn nhà chỉ trong tầm tay khoảng 6 tỷ thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem với một căn nhà được anh chị nhà giảm giá chỉ còn lại 6 tỷ 300 triệu đồng này. Và căn kế tiếp, hai căn kế tiếp bên trong thì đang có diện tích dài hơn một chút với bề ngang căn nhà lên đến 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m và nở hậu 8m thì đang có giá là 7 tỷ 500 triệu đồng cho một căn. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn phía ngoài đang được anh chị chủ nhà giảm giá và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng là quý khách hàng. Còn thương lượng là quý khách hàng sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên một con hẻm. Con hẻm này thì ở phía trước rộng lên đến 8m và đầu đường vào thì tầm cỡ khoảng độ 4m thôi. Xe hơi xe tải cũng thể di chuyển vào bên trong căn nhà mình cũng như quay đầu ở phía trước rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà đang có hướng là hướng chính nam của khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để giới thiệu khách hàng về một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày rất là nhanh và gọn lẹ. Thì phía bên ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt cắt CNC rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà của mình. Thì đấy mình có khoảng sân khoảng hơn 1m để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực bên trong, khu vực không gian phòng khách của căn nhà cũng như khu vực để mình để xe hơi nếu gia đình mình có nhu cầu. Thì khu vực ở dưới tầng trệt anh chị nhà thiết kế cho mình có xe hơi thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và anh chị có thiết kế thêm cho mình một cái tầng lửng để mình để làm phòng khách nếu gia đình mình có xe hơi, còn tạm thời gia đình mình chưa sử dụng đến xe hơi thì mình có thể làm phòng khách ở dưới tầng trệt rất là rộng rãi và thoáng mát. Với sàn nhà mình được có lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 3m và được ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao cũng như hệ thống đèn chùm. Và đây là khu vực không gian dưới tầng trệt của căn nhà. Di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà mình thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Lan can được làm bằng kính cường lực 10 ly rất là bền và rất là đẹp. Cũng như phía đối diện mình có một cái vách kính cường lực được anh chị nhà ốp trang trí rất là đẹp. Và bên trong là khu vực không gian phòng bếp thì tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ và sơn cho mình cái tông hai tông màu, cái màu màu trắng và cái màu màu gỗ ở phía bên dưới. Cũng như không gian phòng bếp được ốp gạch đá cao lên kín tường. Phía sau mình có một khoảng không gian chính trời cũng như một cái sàn rửa ở phía sau với khoảng không gian chính trời thông từ dưới trệt lên đến sân thượng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Cũng như kế bên mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng phòng khách và khu vực không gian phòng bếp cũng như khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Với căn nhà được xây dựng hết đất cho nên không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp như phòng ngủ căn nhà rất là rộng rãi. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì đây là khu vực để gia đình mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong. Và phòng khách thứ hai được anh chị nhà thiết kế ở phía bên trên tầng lửng cũng rất là rộng và rất là thoáng mát. Với khu vực không gian phòng khách tầng lửng thì mình sẽ có một bộ kính cường lực ở phía bên ngoài. Bên trong được anh chị nhà đi sẵn hệ thống điện lạnh để gia đình mình lắp ráp máy lạnh nếu mình có nhu cầu thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và phía sau mình có khung cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát.
Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm này, chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng là quý khách hàng sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế có tầng lửng để gia đình mình có xe hơi, mình bỏ phía bên dưới thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà này. Rất là thuận tiện. Với căn nhà nó có bề ngang lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 15m, được cái siêu nhà đối kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Mỗi lầu mình sẽ có 2 phòng ngủ chính và 2 nhà vệ sinh riêng biệt. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của không gian phòng ngủ căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp. Phía trước thì mình có cửa sổ cũng như cửa đi ra ban công phía trước để mình vui chơi và hóng mát với khu nhà lầu đồng bộ đối diện, rất là đẹp và là khu dân cư rất là cao cấp. Và với căn nhà mình được xây dựng hết đất cho nên là không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh căn nhà rất là rộng rãi và thoáng mát. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem. Một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Căn nhà này thì thực sự bây giờ anh chị đang rất là kẹt tiền cho nên là anh chị giảm giá gần như 1 tỷ đồng chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Căn nhà này có giá gốc ban đầu là 6 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng và anh chị giảm xuống còn lại 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Thì với quý hàng đang có tầm tiền trong tay khoảng độ 6 tỷ thì quý hàng cũng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà vừa mới được xây dựng xong nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp này. Và là căn nhà được cái chủ nhà xây rất là kiên cố và chắc chắn, cũng như anh chị đã hoàn công đầy đủ, có sổ hồng cầm tay rồi cho nên mình mua bán cũng như công chứng ngay trong ngày rất là thuận tiện. Với căn nhà đang có hướng là hướng đông nam, của cái hàng thuộc mình Đông Tứ Trạch. Và trong khu này thì nhà đất Hoàng Tiến đang có 3 căn nhà muốn gửi đến nhà. Căn phía bên ngoài này thì đang có diện tích là ngang 4m, sâu 15m, được đúc kiên cố một trệt một lửng 3 lầu thì đang có giá giảm giá là 6 tỷ 300 triệu đồng. Còn hai căn ở bên trong một chút thì đang có diện tích là ngang 4m 2 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m và nở hậu là 8m. Được cái chịu nhà đúc kiên cố cũng một trệt một lửng và 3 lầu thì đang có giá là 7 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng. Và chỉ với giá từ 6 tỷ 300 triệu đồng cho đến 7 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp này. Và đặc biệt căn nhà này thì đang được anh chị chủ nhà cần tiền cho nên là anh chị để cho gia đình mình với một cái giá rất là mềm để quý hàng nhanh tay mình sở hữu một căn nhà để mình đón một cái Tết năm 2023 tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực sân thượng căn nhà, phía trước thì mình sẽ có khoảng không gian là phòng thờ rất là rộng, cũng được anh chị chủ nhà lập mái che chắn rất là kỹ càng. Và bên ngoài mình sẽ có một khoảng sân để mình vui chơi và hóng mát. Đối diện với là căn nhà mình là khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và di chuyển ở khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt cũng như sân phơi ở phía sau của căn nhà. Với căn nhà chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng thì quý hàng hãy nhanh tay để được nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Phía sau thì mình cũng được lập mái che chắn rất là kỹ càng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.